Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự may mắn. Thưa quý vị, sau bản tin chính là một lá thư tìm người thân. Kính xin quý vị hãy cùng Lộc và Loan chia sẻ lá thư. Hải quân Mỹ vinh danh bà Mỹ Lan Trần là dược sĩ dân sự của năm 2022. Tin từ Missouri, ngồi tù quan 28 năm, được minh quan nhờ chính thủ phạm tự thú. Một người gốc Việt ở San Diego điều hành chính sòng bài lậu, bị kết án 6 năm tù giam. Do người dọn đi quá đông, dân số California đã giảm hơn 500.000 người trong 2 năm. Hàng ngàn con cá chết xung quanh khu vực vụ xe lửa trật đường rầy ở Ohio. Lật xe tải quá chất độc hại ở Arizona, người dân vội vàng di tản. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sẽ ra dự luật yêu cầu mức lương tối thiểu là 60.000 đô la một năm cho giáo viên trường công lập. Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố 3 dự án mới để giảm tiền thuốc cho người có bảo hiểm Medicare và Medicaid. Hãng Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer. Ấn Độ mua hơn 200 phi cơ Boeing sẽ giúp Mỹ dẫn đầu thế giới về sản xuất, tạo ra hơn 1 triệu việc làm ở 44 tiểu bang xuất hiện lừa đảo quyên góp cho các nạn nhân động đất trên TikTok và Twitter. WHO họp khẩn cấp vì đợt bùng phát virus có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. New Zealand động đất mạnh 6,1 độ Richter, thiệt hại nặng nề sau cơn bão Gabriel. Một cuộc thăm dò người dân Mỹ về viện trợ Ukraine vũ khí và tài chính. Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu nói rằng kết quả cuộc chiến của Nga và Ukraine sẽ quyết định vào mùa xuân và mùa hè này. Hoa Kỳ cho biết Nga giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine để tẩy não. Nhật sẽ xây 10 kho phi đạn tầm xa và các loại vũ khí phản công. Trung Quốc nói khinh khí cầu Mỹ 3.000 tân cương Tây Tạng, dọa sẽ đáp trả. Tên Việt Nam xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa khắp trung tâm thành phố. Thưa quý vị, tên đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Hải quân Mỹ vinh danh bà Mỹ Lan Trần là dược sĩ dân sự của năm 2022. Hải quân Mỹ vinh danh Mỹ Lan Trần, dược sĩ giám sát tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, dược sĩ dân sự của năm 2022, theo bản tin của Y viện WRN MMC, Đại tá lục quân James Masterson, trưởng khoa dược tại WRNMMC, nói về việc đề cử bà Trần cho giải thưởng. Với sự nghiệp kéo dài hàng thập niên phục vụ cho ngành dược phẩm hải quân, Mỹ Lan Trần tiếp tục chứng tỏ mình là một dược sĩ không thể thiếu và là trụ cột trong hệ thống y tế quân đội. Về phần mình, bà Trần Gốc Huế, người Việt Nam, bà cho biết là bà thấy việc góp sức của mình cho bệnh nhân là phần thưởng xứng đáng nhất đối với những gì bà làm với tư cách là một dược sĩ. Tôi yêu hóa học, nhưng tôi không muốn trở thành kỹ sư hóa học. Dược phẩm là chuyên ngành liên quan đến hóa học gần nhất. Thật vinh dự khi được làm việc cùng với nhiều người tuyệt vời. Tôi không thể làm hoặc hoàn thành bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp cùng nhóm. Ông Masterson nói, giữa các nhiệm vụ hàng ngày là cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu cho những người thụ hưởng của WRNMMC và trực tiếp giám sát nhiều nhân viên dược phòng nội trú. Bà My Lan Trần đã cống hiến hết mình để thực hiện các dự án cải tiến chương trình đổi mới, phát triển chuyên môn. Bà Trần đứng đầu nhóm dược sĩ gồm hơn 40 dân sự và 10 quân nhân đang tại ngủ. Ông Masterson nói, trong việc vận chuyển dược phẩm cho bệnh nhân nội trú 24 trên 7 đến trung tâm quân y, có 244 giường lớn nhất trên thế giới. Bà Trần giám sát các hoạt động pha chế vô trùng, các chế phẩm nguy hiểm và không nguy hiểm, kho chứa dược phẩm và bảo trì tủ cấp phát tự động và giao hàng. Trên The Missouri, ngồi tù quan 28 năm được minh quan nhờ chính thủ phạm tự thú. Một thẩm phán ở Missouri vào ngày thứ ba đã đảo ngược bản án giết người của một người đàn ông lãnh án chung thân và đã thọ án 28 năm với phán lệnh mới rằng người này vô tội. Lamar Johnson, 50 tuổi, từ đầu luôn nói rằng mình không phạm tội. Lamar bị kết án tội giết người vì giết Marcus Boyd vào hồi tháng 10 năm 1994, người bị hai người đàn ông đeo mặt nạ bắn chết trước hiên nhà. Cảnh sát và các công tố viên đổ lỗi vụ giết người là do tranh chấp về tiền ma túy. Johnson khẳng định vô tội ngay từ đầu vì anh ấy đang ở cùng bạn gái cách xa hàng chục miles khi tội ác xảy ra trong khi Johnson bị kết tội và kết án chung thân, nghi phạm thứ hai là Phil Campbell đã nhận tội để được giảm tội và đổi lấy án tù 7 năm. Trường hợp trả tự do cho Johnson tập trung vào một nhân chứng quan trọng đã rút lại lời khai và một tự nhân tự thú nhận rằng anh ta chứ không phải Johnson đã tham gia cùng Campbell trong vụ giết người. Một người gốc Việt ở San Diego điều hành chính sòng bài lậu bị kết án 6 năm tù giam. Long Ngọc Trần, 42 tuổi, cư dân ở San Diego, điều hành ít nhất là 9 ổ cờ bạc bất hợp pháp trong và xung quanh khu phố City Heights đã bị kết án 6 năm tù giam liên bang vào tuần này. Trần đã nhận tội điều hành các hoạt động cờ bạc mà các công tố viên cáo buộc đã thu hút hoạt động tội phạm bạo lực, bao gồm giết người, cướp, bắn, đâm chém, hành hung và buôn bán ma túy. Cảnh sát đã bao vây ổ cờ bạc, bắt nhiều người và tịch thu hàng trăm máy đánh bạc, số lượng lớn ma túy, súng và tiền mặt. Vào năm 2021, đại bộ thẩm đoàn đã đưa ra bản cáo trạng đối với 47 bị cáo, trong đó có Trần, người mà các công tố viên cho rằng đã điều hành các tụ điểm đánh bạc trên các đường phố, người mà các công tố viên cho rằng đã điều hành các tụ điểm đánh bạc trên các khu phố Oakcrest Drive, Đại lộ Alcohol, phố 47, Đại lộ Menlo, phố 48, Đại lộ University và phố 43. Theo các công tố viên, Trần trước đó đã bị bắt vào năm 2015 cũng vì tổ chức cờ bạc. Trần đã bị bắt tại nhà ở San Diego, nơi mà cảnh sát tìm thấy ma túy, tiền mặt và sáu máy đánh bạc. Trần Thú nhận rằng những chiếc máy này là một phần trong kinh doanh cờ bạc của anh ta mà anh ta điều hành bên ngoài nhà của mình. Các công tố viên cho biết anh ta bị kết án 2 năm tù tiểu bang nhưng đã quay lại điều hành các doanh nghiệp cờ bạc ngay sau khi được thả. Trần bị kết án vào ngày thứ hai 13 tháng 2 năm 2023 với mức án 6 năm tù. Hầu hết các bị cáo khác đã nhận tội và cũng đã bị kết án. Thành phố Garden Grove, California mời cộng đồng tham dự buổi hội thảo liên quan đến việc xây các căn nhà phụ ADU. Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức một buổi hội thảo để thảo luận về các quy định cũng như cập nhật những điều lệ xây dựng liên quan đến việc xây các căn nhà phụ Accessory Dwelling Unit ADU. Buổi hội thảo tổ chức vào ngày thứ Tư ngày 22 tháng 2 từ 6 giờ đến 8 giờ chiều tại Garden Grove Community Meeting Center, địa chỉ là 11.300 Stanford Avenue. Nhà phụ ADU là một căn nhà riêng biệt với đầy đủ tiện nghi sinh sống cho một người hoặc nhiều người. ADU có thể dính liền hoặc tách rời và nằm trên cùng một lô đất chung với căn nhà chính là single family. Đề tài được thảo luận bao gồm các loại ADU khác nhau, lợi ích của việc xây thêm ADU, quá trình phát triển và các chương trình ADU đã được phê duyệt của thành phố. Để biết thêm thông tin chi tiết về ADU, xin truy cập trang mạng dưới đây hoặc số điện thoại 714 741 5371. Do người dọn đi quá đông, dân số California đã giảm hơn 500.000 người trong 2 năm. Dân số California giảm hơn 500.000 người từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 vì số người dọn đi nhiều hơn số người dọn tới gần 700.000 người, theo nhật báo Los Angeles Times vào ngày thứ Tư, 15 tháng 2. Trong hai năm đó, dân số California giảm chỉ thua New York Tiểu bang mất nhiều hơn California khoảng 15.000 người theo dữ liệu thống kê dân số. Dân số California giảm liên tục mấy năm nay, giữa lúc đại dịch Covid-19 càng khiến thêm nhiều người dọn sang tiểu bang khác sinh sống. Nguyên nhân chính mà cư dân California ồ ạt dọn đi là giá nhà cao và còn nhiều lý do khác như đi làm xa, đông đúc tội ác và ô nhiễm ở trung tâm đô thị lớn. Một lý do khác là hiện nay nhiều người được làm việc ở nhà không cần phải sống gần thành phố lớn. Dữ liệu thống kê dân số cho thấy việc đó vẫn tiếp tục trong mấy năm nay. Trong hai năm qua, California là tiểu bang có số người dọn đi nhiều nhất. Vượt xa tiểu bang xếp thứ nhì là New York, khoảng 143.000 người. Nhiều tiểu bang như là Utah cảnh báo cư dân California đừng dọn tới đó. Và cũng trong hai năm qua, mức dân số tự nhiên của California đã tăng lên, tức là số người sinh ra nhiều hơn số người chết. Nhiều hơn New York là 157.000 người, nên mức giảm dân số tổng cộng của New York nhiều hơn California. Trong năm cuối cùng của hai năm vừa qua, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, dân số của California đã giảm 211.000 người, theo dữ liệu của Bộ Tài chính tiểu bang. Gần một nửa trong số đó là 113.048 người là cư dân ở Los Angeles County, quận hạt đông nhất trong 58 quận hạt của California. Trong 12 tháng trước đó thì Los Angeles County đã mất khoảng 160.000 người dân, hầu như đều do cư dân dọn đi tiểu bang khác. Ông Paul Ong, giám đốc trung tâm thông tin khu phố của Đại học UCLA cho hay cư dân California đổ xô dọn đi vì lý do kinh tế, y tế và chính trị xã hội. Ông lưu ý rằng giá nhà California cũng khiến cho nhiều người chọn tiểu bang khác có giá nhà rẻ hơn. Mặc dù tiền lương ở những vùng khác và tiểu bang khác thấp hơn, nhưng giá nhà thậm chí thấp hơn. Nghĩa là họ có đời sống cao hơn vì có tiền dư và hoặc có thể mua được nhà. Theo ông nghiên cứu thì phần lớn người dọn ra khỏi ló Los Angeles County là cư dân của thành phố Los Angeles, dân số giảm mạnh, rõ ràng và mạnh trong đại dịch. Ông nói về mức giảm dân số ở Los Angeles, người ta dọn ra khỏi trung tâm đô thị đông đúc vì rủi ro nhiễm bệnh Covid-19 cao, được làm việc ở nhà cũng là lý do họ dọn đi. Ông lưu ý, dân số giảm chậm lại kể từ cao điểm năm 2020, nhưng từ đó tới nay, dân số tăng không đủ bù dân số giảm do đại dịch. Trong khi dân số ở California giảm, dân số của vài tiểu bang thuộc loại đông nhất nước Mỹ lại tăng đáng kể. Hai tiểu bang có dân số tăng cao nhất từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 là Texas, khoảng 884.000 người, và Florida là 707.000 người. Hàng ngàn con cá chết xung quanh khu vực vụ xe lửa trật đường rầy ở Ohio. Theo ước tính từ Sở Tài nguyên Ohio, vụ xe lửa trật đường rầy và phóng ra các hóa chất độc hại ở East Palestine, Ohio vào ngày 3 tháng 2 đã khiến ít nhất 3.500 con cá chết. Vào ngày thứ hai, Sở Tài nguyên nói rằng, các quan chức về động vật hoang dã của Cục Môi trường Ohio đã tìm thấy cái chết ở Leslie Run, Bow Creek và một phần của North Fork ở Beaver Creek. Bộ Tài nguyên cho biết, tính đến ngày 8 tháng 2 có khoảng 3.500 con cá tuế, cá bốn biển, cá bê -ca và cá mút nhỏ đã chết do hóa chất thải ra. AP đã đưa tin do sự việc tràn dầu này nên một số công ty cấp nước của West Virginia đã thông báo vào ngày Chủ nhật rằng họ sẽ lắp một cửa lấy nước thứ cấp trên sông Gaendot trong trường hợp có nhu cầu cần sử dụng nguồn nước thay thế. Họ cho biết là không có thay đổi nào về mực nước chưa lọc tạp chất nơi họ theo dõi sông Ohio. Vụ việc này xảy ra sau khi một người phụ nữ sống ở khu vực này nói rằng bà đã nhìn thấy cá chết ở Leslie Run. Bà nói rằng gia đình bà đang sử dụng cùng một nguồn nước này, đó là thứ chúng tôi tắm, chúng tôi uống, đó là thứ chúng tôi dùng để nấu ăn và đó là những thứ tôi nuôi đàn gia súc của mình. Vì vậy, điều này đang là một mối lo ngại sâu sắc và họ không thể bảo đảm với tôi rằng nguồn nước đó an toàn để uống. Họ không nói rằng nguồn nước đó không an toàn và chắc chắn không nói rằng nó an toàn. Bà Linda Murphy, người sống cách nơi xe lửa trực đường rầy khoảng 3 dặm, đã nói với hãng thông tấn. Cục Bảo vệ Môi trường EPA xác nhận rằng các hóa chất phóng ra từ vụ xe lửa trật đường rầy ở East Palestine, Ohio hồi đầu tháng này đã được tìm thấy ở sông Ohio, một trong những con sông lớn nhất của Mỹ. Trong một bức thư được gửi đi vào ngày 10 tháng 2, EPA cho biết rằng có những chất từ đoàn tàu hiện được quan sát và phát hiện trong các mẫu lấy từ Sulphur Run, Leslie Run, Ball Creek, Norfolk Lido Beaver Creek và sông Ohio trong khi đó các chất liên quan đến vụ việc này đã được quan sát thấy chảy vào cống thoát nước bức thư đó nêu rõ một công ty cấp nước thành phố để phục vụ cho louisville kentucky cho biết hóa chất biodo orkele được xác nhận là có trên chiếc xe lửa bị trật đường rầy này đã được quan sát thấy ở sông ohio louisville nằm trên sông ohio một trong những con sông lớn nhất của mỹ và là con sông đóng góp đáng kể cho sông mississippi nhưng ông bobe tuyên bố rằng các quan chức không phát hiện mức độ cao của chất hóa học này ở sông ohio ở louisville nằm cách khu vực trật đường rầy khoảng 300 dặm là khoảng 482 cây số. Ông đã nói rằng chúng tôi có thể phát hiện Budo Akle ở mức thấp đến 0,5 phần tỷ, nhưng hiện thì chúng tôi vẫn không thấy mức đó. Lật xe tải quá chất độc hại ở Arizona, người dân vội vàng di tản. Ngày 14 tháng 2, một chiếc xe đầu kéo chở hóa chất độc hại acid nitric đã gặp tai nạn và bị lật trên đường cao tốc liên bang gần Tucson, tiểu bang Arizona. Theo Sở An toàn Công cộng Arizona DPS, sau vụ tai nạn, một chiếc xe tải chở dầu thương mại đã bị lật trên tuyến đường cao tốc liên bang số 10 giữa đường Cope và đường Horton. Axit nitric dạng lỏng là một hóa chất có tính ăn mòn cao, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC mô tả là chất lỏng không màu có khói màu vàng hoặc đỏ, có mùi hắc. Axit nitric là một trong những hợp chất hóa học có tính axit và oxy hóa mạnh được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hiện nay, nhất là với lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên nó lại rất độc hại. Hóa chất này có thể gây tổn thương phổi nặng nề nếu hít phải và gây kích ứng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da và mắt ở dạng hơi hoặc sương mù, acid nitric gây cảm giác nóng rát cho mắt, mũi, da và phổi. Khi tiếp xúc với nồng độ cao, hóa chất này có thể gây ra viêm phổi, viêm phế quản hoặc là phù phổi, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Các triệu chứng này có thể xuất hiện chậm từ 4 đến 30 tiếng sau khi mà tiếp xúc với chất này. Hơn nữa, răng cũng có thể bị ăn mòn khi tiếp xúc với acid nitric ở dạng hơi hoặc là sương mù. Bộ Giao thông Vận tải Arizona DOT cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2 đến 5 giờ 9 phút chiều cùng ngày. DPS nói rằng là chiếc xe tải đã rò rỉ quá chất nguy hiểm. Đoạn xa lộ liên tiểu bang đường Cobb và đường Houghton đã bị đóng cả hai hướng. Tài xế cần tránh khu vực này và đi đường khác. Chúng tôi sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này, vui lòng tránh xa khu vực, DPS đã cho biết trên một thông báo trên Twitter. Giới chức tiểu bang Arizona sau đó đã yêu cầu người dân sống trong phạm vi có bán kính khoảng một mai rưỡi xung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn, cần di tản đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi người dân đóng hết cửa sổ, tắt máy lạnh để tránh chất độc bay vào nhà. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sẽ ra dự luật yêu cầu mức lương tối thiểu là 60.000 đô la một năm cho giáo viên trường công lập. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc đảng độc lập, kêu gọi mức lương tối thiểu là 60.000 đô la một năm cho giáo viên trường công lập, tận dụng sự thúc đẩy của Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu về tình trạng liên bang nhằm tăng lương cho giáo viên của trường công. Chúng ta nên trả lương cho giáo viên trường công tối thiểu ít nhất 60.000 đô la một năm, ông nói tại Tòa Thị Chính ở Điện Capitol vào tối ngày thứ Hai với những nhà đứng đầu công đoàn giáo viên quốc gia. Tôi tự hào nói với bạn rằng tôi sẽ sớm đưa ra luật để làm việc đó. Lời kêu gọi của Sander về mức lương tối thiểu cho giáo viên trường công được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra một số chính sách giáo dục trong thông điệp liên bang của mình, bao gồm việc mở rộng trường mầm non và tăng lương cho giáo viên. Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố 3 dự án mới để giảm tiền thuốc cho người có bảo hiểm Medicare và Medicaid. Bộ Y tế Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba 14 tháng 2 công bố 3 dự án thí điểm mới nhằm giảm giá thuốc theo toa cho những người có bảo hiểm y tế, trong đó có điều khoản giảm giá thuốc loại generic thiết yếu còn 2 đô la một tháng. Theo Reuters, Trung tâm Medicare và Medicaid CMS cho biết họ sẽ thử nghiệm các dự án trên cho Medicare dành cho người từ 65 tuổi trở lên và người khuyết tật cũng như chương trình Medicare dành cho người nghèo, ba mô hình nói trên sẽ giảm chi phí tự trả của các loại thuốc thường được sử dụng cho các bệnh nhân bệnh mãn tính, chẳng hạn như tăng huyết áp, xuống còn 2 đô la một tháng cho những người hưởng chương trình y tế Medicare cải tiến về việc có thể có được các phương pháp điều trị di truyền và tế bào cứu sống mắc tiền cho những người hưởng Medicare và được giảm giá cho các phương pháp trị liệu vẫn chưa được chứng minh đầy đủ. CMS sẽ công bố ngày bắt đầu của dự án đầu tiên ngay sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị ban đầu. Tiến trình phát triển dự án liệu pháp tế bào và gene Medicaid sẽ bắt đầu vào năm 2023 và bắt đầu thử nghiệm vào năm 2026. Cục cũng sẽ bắt đầu làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA về dự án cuối cùng vào năm 2023, nhưng hiện nay chưa có ngày ra mắt chính thức. Hãng Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer Vào ngày thứ Ba 14 tháng 2, ngoài lễ tình nhân, còn đánh dấu ngày kết thúc của trình duyệt Internet thế hệ đầu tiên, Internet Explorer. Kể từ ngày thứ ba, Microsoft đã chính thức kết thúc Internet Explorer cho máy tính để bàn, Trình duyệt này được ra mắt vào năm 1995 cho các thiết bị của Windows. Internet Explorer có tổng cộng 11 phiên bản, với phiên bản cuối cùng được phát hành vào năm 2013. Nhưng sau gần 3 thập niên, trình duyệt này đã trở nên lỗi thời và Microsoft đã dần dần loại bỏ Internet Explorer trong những năm sau đó. Vào năm 2015, Microsoft đã thông báo họ sẽ thay thế Internet Explorer bằng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định cho Windows 10. Microsoft đã thừa nhận việc ngừng hoạt động của Internet Explorer vào tháng 6 năm ngoái, nhưng phải đến bản cập nhật thứ ba của Windows 10 thì trình duyệt này mới ngừng hoạt động. Thay vào đó, khi chúng ta cố gắng mở Internet Explorer, nó sẽ hướng đến trình duyệt Microsoft Edge. Ngày nay, trình duyệt Chrome chiếm ưu thế với 65% người sử dụng, tiếp theo là Safari của Apple với 19% và Microsoft Edge chỉ chiếm 4%. Ấn Độ mua hơn 200 phi cơ Boeing sẽ giúp Mỹ dẫn đầu thế giới về sản xuất, tạo ra hơn 1 triệu việc làm ở 44 tiểu bang. Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua thông báo rằng hãng sản xuất phi cơ Boeing của Mỹ đã đạt được thỏa thuận với hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India về việc cung cấp đến 220 phi cơ trong một thỏa thuận với giá khoảng 45,9 tỷ đô la. Theo tòa Bạch Ốc, Boeing sẽ cung cấp cho Air India 190 phi cơ kiểu 737 MAX, 20 phi cơ 787 Dreamliners cũng như 10 phi cơ 777X của hãng. Tuy nhiên, thỏa thuận bao gồm các tùy chọn cho 50 phi cơ phản lực MAX khác và 20 Dreamliners. Hiện tại đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn tất. Theo Boeing, hãng không tiết lộ thời gian giao hàng. Air India cũng tiết lộ một hợp đồng với nhà sản xuất phi cơ châu Âu Airbus để mua 250 phi cơ từ công ty này, nâng tổng giá trị giao dịch của Air India lên khoảng 85 tỷ đô la xuất hiện lừa đảo quyên góp cho các nạn nhân động đất trên TikTok và Twitter. Lợi dụng hậu quả thảm khốc do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhiều kẻ lừa đảo đã thành lập các tài khoản ảo kêu gọi quyên góp trên Twitter hay mở các buổi livestream trên TikTok theo nhật báo arab news trong bối cảnh các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất ở thổ nhĩ kỳ và syria vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hỗn loạn nhiều kẻ gian đã lợi dụng thời điểm này để kêu gọi mọi người quyên góp tiền vào các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội trong một điều tra của đài bbc những kẻ lừa đảo đã kêu gọi những người nhẹ dạ chuyển tiền quyên góp giúp đỡ các nạn nhân động đất vào tài khoản riêng hoặc vào tài khoản paypal dưới danh nghĩa của các tổ chức gây quỹ cứu trợ nhiều kẻ lừa đảo tổ chức các chương trình trực tuyến livestream trên nền tảng tiktok chia sẻ những hình ảnh và video gây lại cảnh tượng quan tàn ở khu vực bị động đất cảnh các lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân sau đó những kẻ này kêu gọi mọi người quyên góp bằng cách gửi những món quà tiktok ảo có thể quy đổi ra tiền đến cho chủ nhân của buổi livestream một trong những tài khoản mà đài BBC tìm thấy là đã thực hiện một buổi livestream với tiêu đề Hãy quyên góp tiền ngay cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trong đó đã trình chiếu những hình ảnh những tòa nhà bị sụp đổ, đi kèm với những hiệu ứng âm thanh tiếng nổ, nhưng thi thoảng vang lên giọng nói của một người đàn ông Trung Quốc cười đùa. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng tôi đang quyên góp cho các nạn nhân, Đồng thời, cố gắng ngăn chặn các hành vi lừa đảo, phát ngôn viên của mạng xã hội TikTok cho biết, không chỉ trên TikTok, trên mạng Twitter cũng đã xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ những hình ảnh giả về trận động đất đi kèm với những lời kêu gọi quyên góp các nạn nhân thông qua một đường link dẫn đến một tài khoản riêng. WHO họp khẩn cấp vì đợt bùng phát virus có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về đợt bùng phát ở Trung Phi của virus Marburg, mầm bệnh có khả năng lây nhiễm cao và tỷ lệ tử vong có thể lên đến 88%. Reuters đưa tin WHO đã họp khẩn cấp vào ngày 14 tháng 2 liên quan đến đợt bùng phát của virus này ở Guinea Xích đạo tại Trung Phi. Đợt bùng dịch này đã làm 9 người thiệt mạng và 16 người bị nhiễm bệnh. Cuộc họp của WHO nhằm xem xét một số vaccine có thể ngăn chặn mầm bệnh nguy hiểm này. Ngoài ra, WHO cũng thông báo rằng các nhà nghiên cứu y tế sẽ đến nước này lấy các mẫu bệnh phẩm và đưa đến phòng thí nghiệm ở Senegal để giúp truy tìm nguồn gốc của đợt bùng phát mới tại Guinea Đạo. Thuộc cùng họ virus với Ebola, Marburg được coi là rất nguy hiểm và có thể gây ra một dạng sốt xuất huyết do virus, dẫn đến việc chảy máu mũi, miệng hoặc các bộ phận cơ thể khác. Các triệu chứng khác bao gồm mất nước, buồn nôn, nôn, đau họng, đau bụng. Virus Marburg thường xuất hiện ở dơi Rousseau. Theo WHO, khi một người bị nhiễm virus, mầm bệnh sẽ lây lan qua chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc với các bề mặt và vật liệu có virus bám lên trên. Theo WHO, tỷ lệ tử vong khi nhiễm bệnh từ 24% tới tối đa là 88% trong các đợt bùng dịch trước đó, tùy vào từng chủng của virus và phương thức kiểm soát dịch bệnh ở từng nơi. Đại diện của WHO tại Guinea Xích Đạo cho biết, chúng tôi đang thực hiện kế hoạch ứng phó trong 30 ngày, trong đó chúng tôi có thể định lượng và các biện pháp cũng như nhu cầu chính xác là gì đối với virus này. New Zealand động đất mạnh 6,1 độ Richter, thiệt hại nặng nề sau cơn bão Gabriel. Chính phủ New Zealand lo ngại nghiêm trọng đối với một số người vẫn mất tích sau những tàn phá khốc liệt khi bão Gabriel di chuyển ra khỏi đất nước để lại thiệt hại hơn 10.000 người phải di tản và ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Cảnh sát nhận được hơn 1.440 sự báo cáo về những người mất tích và trong khi họ mong đợi nhiều người trong số họ sẽ được tìm thấy, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết vào tối ngày thứ Tư có một số người mất tích mà cảnh sát thật sự lo ngại. Vào chiều thứ Tư, xác của một em bé được tìm thấy ở Edel Hawks Bay, đường xá và nhà cửa bị nhấn chìm bởi lũ lụt, trong khi các đường cao tốc quan trọng của New Zealand bị chia cắt do lở đất và sạt lở đường. Đã có điện lại cho khoảng 80.000 căn nhà chỉ sau một đêm, nhưng ước tính có khoảng 160.000 căn nhà vẫn bị mất điện vào tối ngày thứ Tư. Tính đến chiều ngày thứ Tư, thì 1.442 người đã được báo cáo là không thể liên lạc với cảnh sát. Ít nhất là ba người đã thiệt mạng ở khu vực Hawks Bay. Một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một trận lỡ đất đè bẹp ngôi nhà của bà. Một người khác được tìm thấy đã thiệt mạng trên bờ biển và một đứa trẻ được tìm thấy ở thung lũng X. Vào ngày thứ Tư, ít nhất là 7 đội cứu hộ đã tiến hành trong khu vực, nơi hàng trăm người đã được giải cứu khỏi các mái nhà sau khi nước lũ dâng cao làm ngập nhà của họ. Trong một số trường hợp, nước lũ dâng cao đến tầng thứ hai của những ngôi nhà nơi các người dân đã được cứu, lực lượng phòng vệ cho biết trong một tuyên bố. Tại Muriwai, Auckland, xác của một lính cứu quả được tìm thấy sau hai ngày tìm kiếm. Anh ấy đã mất tích sau khi một trận lỡ đất phá sập ngôi nhà mà lính cứu hộ đang kiểm tra. Với ước tính khoảng 10.500 người phải di dời, chính phủ New Zealand phải chuẩn bị cho một lượng lớn người cần chỗ ở khẩn cấp. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã tấn công vào New Zealand vào tối ngày thứ Tư, tâm chấn cách thị trấn Paraparamu khoảng 50 cây số về phía tây bắc và ở độ sâu là 48 cây số. Các nhân chứng cho biết rung chuyển mạnh ở nhiều nơi trên quốc gia, bao gồm cả thủ phủ Wellington, chưa có thiệt hại hoặc thương vong được báo cáo. Một cuộc thăm dò người dân Mỹ về viện trợ Ukraine vũ khí và tài chính. Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu nói rằng kết quả cuộc chiến của Nga và Ukraine sẽ quyết định vào mùa xuân và mùa hè này. Hoa Kỳ cho biết Nga giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine để tẩy não. Một cuộc thăm dò do AP North Center for Public Affairs Research thực hiện cho thấy sự ủng hộ của dân Mỹ đối với viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga đã giảm về việc gửi Ukraine vũ khí, 48% dân Mỹ nói họ ủng hộ gửi, 29% phản đối và 22% cho biết họ không có ý kiến. Về viện trợ cho Ukraine tài chính, 37% nói họ ủng hộ, 38% phản đối, trong khi 23% giữ thái độ trung lập. Các con số đánh dấu sự khác biệt so với tháng 5 năm 2022 khi có đến 60% công chúng Mỹ nói rằng ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga đang có một hệ thống giáo dục cải tạo và nhận con nuôi số lượng lớn đối với hàng ngàn trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời. Có hơn 6.000 trẻ em từ 4 tháng tuổi đến 17 tuổi đã bị giam giữ tại các trại của Nga kể từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Theo một báo cáo được công bố bởi tổ chức phi chính phủ của Mỹ Ukraine Conflict Observatory, văn bản nói rằng chính phủ Nga đã di tản một cách có hệ thống ít nhất là 6.000 trẻ em từ Ukraine đến một mạng lưới các trại nhận con nuôi và trại cải tạo chính trị ở Crimea do Nga chiếm đóng và lục địa của Nga. Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân đạo của trường y tế cộng cộng Yale đã xác định 43 trại liên quan đến việc giam giữ trẻ em từ Ukraine kể từ cuộc xâm lược. Tổ chức kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng tất tất cả các cấp của chính phủ nga đã tham gia vào chiến dịch gom trẻ em ukraine về giam ở crimea để nhồi sọ cải tạo tư tưởng và như vậy có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế Cao ủy đối ngoại Liên Âu Joseph Borrell nói tại một cuộc họp ở Brussels vào ngày thứ Tư rằng kết quả cuộc chiến của Nga với Ukraine sẽ quyết định vào mùa xuân và mùa hè này. Borrell nhấn mạnh đã dành quá nhiều thời gian để thảo luận về việc có nên gửi xe tăng đến cho Ukraine hay không và trong thời gian đó Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình. Ông nói, thời gian rất quan trọng và được đo bằng mạng sống của con người. Các đồng minh hãy tìm kiếm những chiếc xe tăng đang bám đầy bụi trong kho và gỡ chúng đến Kiev. Ông nhắc lại rằng, để được hòa bình ổn định ở châu Âu, Putin phải thua cuộc chiến này và Ukraine phải chiến thắng. Nhật sẽ xây 10 kho phi đạn tầm xa và các loại vũ khí phản công. Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng 10 kho lớn cho phi đạn tầm xa và các loại vũ khí có thể phản công khác trong năm tài chính 2023, các kho đạn đang được xây như một phần trong kế hoạch của Tokyo nhằm thiết lập một hệ thống giúp gia tăng khả năng tự vệ. Nhóm 10 kho đạn sẽ được đặt tại các tỉnh Oida và Aomori và sẽ đóng vai trò làm trung tâm vận chuyển phi đạn ra chiến trường trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Ngân sách ước tính xây dựng là 5,8 tỷ yên là khoảng 43,6 triệu đô la. Trung Quốc nói khinh khí cầu Mỹ ban ngang Tân Cương Tây Tạng, dọa sẽ đáp trả. Ngày 15 tháng 2, Trung Quốc cho biết các khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay qua các khu vực Tân Cương và Tây Tạng và họ sẽ có biện pháp chống lại các pháp nhân của Hoa Kỳ làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc giữa lúc các tranh chấp ngoại giao đang nổi lên, theo Reuters. Vào đầu tuần này, Trung Quốc cho biết các khinh khí cầu của Mỹ đã bay qua không phận của họ hơn 10 lần kể từ tháng 5 năm 2022 mà chưa được phép nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao U Văn Bân cho biết, khinh khí cầu của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay vòng quanh thế giới, không có sự chấp thuận của các cục hữu quan của Trung Quốc. Nó đã bay bất hợp pháp ít nhất 10 lần trên không phận lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh khác, ông U nói trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 15 tháng 2. Từ trước đến nay, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ các cáo buộc của Trung Quốc Tranh chấp đang diễn ra sau khi quân đội Hoa Kỳ hồi đầu tháng này đã bắn hạ vật thể bay mà họ gọi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi của bờ biển South Carolina. Bắc Kinh nói rằng khinh khí cầu của họ là một tàu nghiên cứu nhân sự và cho rằng Washington đã phản ứng thái quá. Tên Việt Nam xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa khắp trung tâm thành phố. Người đàn ông cởi ngựa dạo phố ở ngay trung tâm của Sài Gòn với áo của hãng xe công nghệ đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt với hai lỗi. Người đàn ông cho biết được thuê làm việc này để quảng cáo cho hãng xe Bi. Vào ngày 15 tháng 2, đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an ở Sài Gòn cho biết đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh HVTS 30 tuổi, ngủ ở Sài Gòn, về hành vi cởi ngựa ra đường. Anh S bị lập biên bản hai lỗi, điều khiển xúc vật đi vào phần đường của xe cơ giới, theo điểm D khoảng 1, điều 10, nghị định 100, và không đủ dụng cụ đựng chất thải của xúc vật hoặc không dọn sạch chất thải của xúc vật thải ra đường, hè phố, theo điểm C khoảng 1, điều 10, nghị định 100. Vào ngày 14 tháng 2, S đã cưỡi một con ngựa màu trắng, mặc áo và đội nón bảo hiểm màu vàng có logo của hãng xe công nghệ Bi trên khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, cản trở việc đi lại của nhiều xe khác trên đường. Nhiều người đi đường thấy lạ nên lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, đăng tải trên mạng xã hội. Khi người này cưỡi bạch mã đến ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hai Bà Trưng, quận 3, thì bị công an bắt dừng lại. Qua điều tra, S cho biết được thuê làm việc này để quảng cáo cho hãng xe bi, do không nắm được luật giao thông đường bộ nên đã vi phạm và thừa nhận hành vi của mình. Theo S thì con ngựa được thuê tại một trang trại ở huyện Bình Chánh, sau đó dùng xe tải chở lên trung tâm của thành phố để thực hiện công việc. Sau khi bị lập biên bản, cảnh sát giao thông yêu cầu S chấm dứt hành vi và vận động S hãy thuê xe tải chở con ngựa về lại trang trại. <laughs> Bạch Mã hoàng tử <laughs> <laughs> một cái ý tưởng rất là lạ rất là hay rất là mới nhưng mà trước khi mà mình làm thì mình phải tìm hiểu coi coi như thế nào theo mình thấy trong cái vụ việc này thì không phải chỉ một mình anh S là bị phạt đi chứ đúng rồi hãng ừ. xe cũng phải cần phải có trách nhiệm trong vụ việc này thưa quý vị bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thơ tìm người thân Hồng Loan và Bảo Lộc thân mến, cô rất mừng khi nghe được lời tuyên bố của hai cháu về một tìm người thân. Khi cô vào Gmail của hai cháu thì không có nơi để viết lời xin tìm người, có lẽ vì cô không muốn nhập vào Facebook nên không vào được. Sẵn đây, nếu hai cháu đọc được dòng chữ này thì xin hai cháu giúp cô tìm những người bạn thân học ở trường Gia Long ban đêm trước năm 1975. Cô chưa bao giờ về Việt Nam nên không tự tìm được bạn xưa. Cô đang tìm Thọ và Dung học Gia Long Đêm từ lớp 7 đến lớp 12. Cô cũng là bạn thân trong một nhóm với em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tên là Mỹ Trinh. Danh hiệu lúc trở thành ca sĩ là Trịnh Vĩnh Trinh. Tên Việt của cô là Nguyễn Thị Ngọc Bích. Cô rời Việt Nam lúc 17 tuổi Cô đang ở miền nam California, rất gần với thành phố Westminster. Trong 47 năm, cô đã ráng tìm người nhưng vẫn không thành công. Cô xin nhờ hai cháu cho lên một nhắn tin tìm người để may ra cô và những người bạn của cô đang lưu lạc trong thế giới này có thể liên lạc được với nhau. Địa chỉ email của cô là mynewcome.charter.net Xin chân thành cảm ơn hai cháu. À, cô tên tiếng Mỹ của cô là Marcel Newcomb, thưa quý vị rất là mong quý vị chia sẻ dùm lá thư, những tin nhắn của cô gửi đến những người bạn. Hồng Loan cũng được biết là hội gia long thì rất là rộng rãi. À, quý cô chú khi mà biết được thông tin này thì xin quý cô chú hãy chia sẻ dùm cho Lan Lộc để cô có thể tìm lại được những người bạn của mình. Thì cô nói là học trường gia long nhưng mà lớp học ban đêm, thưa quý vị. Rồi ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay trước khi nhận được những tin vui thì lan muốn mình làm gì vui <laughs> kể chuyện vui trời sao mấy mấy ngày nay bác lộc kể chuyện không mà hình như là mỗi lần đọc thư xong Lo không chịu gọi là suy nghĩ thêm chút xíu để lộc đố những câu đố <laughs> mỗi lần đọc lá thư xong á hồng loan hay nghĩ về lá thư đó quý vị hôm nay thì loan lộc xin phép không có nhắc lại những lá thư trước tại quý vị nói là nhiều khi à, à, có muốn có nhiều lá thư hơn à, có ừ. lẽ là từ ngày ngày mai á, thì loan lộc sẽ nếu những lá thư ngắn thì mình sẽ thông báo hai lá thư đến quý vị cho nhanh để quý vị khỏi chờ đợi à, rồi lâu lâu mình có một ngày mình nhắc lại ừ. tất cả những lá thư đúng rồi. rồi với lại quý vị cứ nhìn trên đầu lộc nó có một cái icon quý vị cứ bấm vào đó và sẽ, sẽ liệt kê những cái uh, những cái lá thư riêng biệt từng phần từng phần quý vị có thể chia yes. quý vị có thể chia sẻ rất là dễ dàng yeah. có uh, quý vị nói là nhìn trên đầu lọc không có thấy cái icon mà thấy tóc không <laughs> thấy tóc còn đỡ không biết xài được bao lâu nữa <laughs> thấy tóc là mừng <laughs> thấy tóc là mừng không biết còn xài được bao lâu nữa quý vị ủa rồi giờ sao kể chuyện đi chứ xong rồi đó <laughs> con câu chuyện này ừ. có một anh chàng nổi tiếng là sợ vợ một hôm chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ cô vợ la ảnh anh mới bực mình nhìn hết nổi rồi anh chàng mới chạy vô bếp lấy một cây củi đang cháy rước bà vợ bà vợ thấy vậy sợ quá bỏ chạy hay bây giờ bỏ chạy anh rượt theo rượt 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 cuối cùng bây giờ ngừng chạy quay phát lại cặp mắt nhìn ông chồng và nói anh định làm gì tôi anh chồng liền đưa cái củi cho tay của vợ và nói cây củi đó bà đốt chết tôi đi <laughs> gàn quá <laughs> sợ vợ mới anh hùng <laughs> Câu nghe quen quen á <laughs> Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin mình nụ cười nhỏ nhỏ Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc Và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại